về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay về danh. Xin chào các em, cô rất vui được gặp lại các em trong bài học tiếp theo của chương trình tiếng Anh lớp 8. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần Communication của Unit 1. Các bạn hãy mở sách giáo khoa trang số 11 giúp cô nhé. Bài học ngày hôm nay của chúng ta sẽ bao gồm tất cả là 4 hoạt động. Và bây giờ, chúng ta trước khi bắt đầu với từng hoạt động thì hãy cùng cô quan sát phần Extra Vocabulary ở đầu của trang số 11. Đây chính là những từ vựng mà các bạn cần phải tìm hiểu trước khi chúng ta bắt đầu bài học. Chúng ta có tất cả là 4 từ vựng mới ở trong bài học ngày hôm nay. Thứ nhất là window shopping. Window shopping chúng ta hiểu là cái hành động mình đi ngắm quần áo. Mình ngắm quần áo nhưng mà mình không hề mua. Lưu ý nhé, ngắm nhưng mà không mua. Tiếp theo, to sound weird là nghe có vẻ lạ kỳ, kỳ lạ. To be hooked on something là thích cái gì. Và to be addicted to something là bị nghiện cái gì. Đó, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quan sát cho cô vào hoạt động đầu tiên. Read the following article on the Magazine 14 website. Hãy đọc bài báo sau đây ở trên trang tạp chí 14. Đây chính là nội dung của cái bài báo. Bài báo này thì chúng ta có thể quan sát thấy là nó nêu ra ý kiến của rất nhiều những người bạn. Ví dụ như là bạn Hằng, bạn Minh, Emily, Lynn hay là Manuel, đúng không nào? Và các bạn ấy đều nói về cái vấn đề gì đây nhỉ? This week, 14 has opened a forum for friends around the world to share how they spend their free time. Tuần này thì tạp chí 14 đã mở một cái diễn đàn cho bạn bè ở khắp nơi trên thế giới chia sẻ cách mà họ trải qua cái thời gian rảnh của mình. Đầu tiên là bạn Emily. Tôi thích đi chơi với người bạn thân của tôi là Helen vào thời gian rảnh. Ví dụ như là đi ngắm quần áo. Chỉ cho vui thôi, chúng tôi cũng làm những công việc tình nguyện cho một tổ chức bảo vệ động vật. Ngày mai thì chúng tôi sẽ đi đến một nông trại. Tiếp theo là bạn Hằng. Điều này nghe có vẻ điên rồ, nhưng mình cực kỳ thích ngắm mây. Tìm một khoảng không gian mở, nằm xuống và nhìn vào những đám mây. Sử dụng trí tưởng tượng của bạn. Rất dễ, bạn có thích không? Tiếp theo là bạn Lynn. Năm nay, thành phố của chúng tôi là thủ đô văn hóa của châu Âu. Vì vậy, rất nhiều thứ sẽ diễn ra. Cuối tuần này, anh trai tôi và tôi sẽ đến trung tâm cộng đồng của thành phố, nơi mà chúng tôi nhảy múa, vẽ tranh và đóng kịch. Tôi rất thích thú với kịch, rất thích nó. Số 4 là bạn Minh. Tôi thích chơi thể thao. Tôi ở trong câu lạc bộ bóng đá của trường. Nhưng cái mà tôi thường làm nhất vào thời gian rảnh đó là giúp đỡ dì của tôi. Dì của tôi có những lớp học nấu ăn cho những nhóm nhỏ của khách du lịch. Đối với tôi, việc này cũng rất vui. Và cuối cùng là bạn Mendel. Bạn Mendel nói là gì? Tôi nghiện lên trên mạng. Tôi chỉ thích ngồi trước máy tính hàng giờ liền, nhưng mà bây giờ thì mẹ tôi đã nói là đủ rồi. Tôi sẽ bắt đầu học judo vào cuối tuần này. Nó ổn, còn bạn thì sao? Các bạn thắc mắc là trong những cái diễn đàn này, trong những cái lời của các bạn này thì có rất nhiều từ viết tắt, rất nhiều những cái ký hiệu khó hiểu. Và các bạn thắc mắc là tại sao cô lại hiểu được và cô dịch cho các bạn, đúng không nào? Thế thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với hoạt động số 2 để giải thích cho các bạn nhé.
Can't you understand the abbreviation in the text? Use this NetLingo dictionary if necessary. Em có thể hiểu được những từ viết tắt trong văn bản hay không? Hãy sử dụng cái từ điển ngôn ngữ trên mạng này nếu cần thiết. Đây chính là những cái từ được viết tắt ở trong cái diễn đàn, ở trong cái bài báo ở phía bên trên. Chúng ta có tomorrow, ngày mai, for là for, dành cho. Cái phần nhỏ hơn 3 này thì chúng ta quen thuộc rồi nếu như mình dùng mạng xã hội, đúng không nào? Nó là biểu hiện trái tim, love, yêu. Bro là viết tắt của brother, anh trai hay là em trai. Do you love it? Viết tắt 4 chữ cái đầu tiên, bạn có thích nó không? Easy, cái từ này cũng quen thuộc với chúng ta, dễ dàng. Just for fun, chỉ cho vui thôi, chỉ đùa thôi. Going and enough are, door, with. What about you? Còn bạn thì sao? Way fun. Khi mà chúng ta đọc cái phần giải thích ở cột bên phải này thì chắc chắn là các bạn đã hiểu được nội dung của cái bài báo này rất là rõ ràng, đúng không nào? Now add to the dictionary other abbreviations used for online chatting or texting that you know. Bây giờ thì hãy thêm vào cái từ điển viết tắt những cái từ viết tắt khác cho cái việc là nhắn tin qua mạng online mà em biết. Thì cái phần này chúng ta sẽ tự mình trao đổi với một người bạn để thêm vào cái danh sách này thêm nhiều từ hơn nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với hoạt động số 3. Find information in the text to complete the table. Hãy tìm thông tin trong văn bản để hoàn thành bảng. Bảng này của chúng ta sẽ bao gồm có 3 cột thông tin. Who, tức là ai. What activity is mentioned? Cái hoạt động nào được đề cập? What does he or she think of it? Cô ấy hay cậu ấy nghĩ gì về nó? Trước hết thì chúng ta sẽ liệt kê toàn bộ tên của 5 bạn ở trong hoạt động số 1 nhé. Bạn Emily này, bạn Hằng này, bạn Lynn này, bạn Minh này, và cuối cùng là Mandiel. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ quay ngược trở lại bài báo ở phía bên trên để xem các bạn ấy nhắc đến những cái công việc gì nhé. Trước hết là Emily. Emily nhắc đến window shopping này, nhắc đến việc làm tình nguyện viên này. Và bạn ấy nói là bạn ấy thích window shopping. Như thế thì đối với Emily, chúng ta có thể đề cập đến window shopping. Và cái cảm nghĩ của cô ấy về công việc đó là she loves it. Cô ấy thích nó. Tiếp theo là bạn Hằng nhé. Bạn Hằng thì đề cập đến cloud watching và bạn ấy dùng cái động từ adore để diễn tả. Điều đó có nghĩa là bạn ấy cực kỳ thích cái việc này. Như vậy, đối với bạn Hằng thì chúng ta có cloud watching. She adores it. Số 3 là Lynn. Lynn thì đề cập đến khá là nhiều hoạt động. Ví dụ như là gì nhỉ? Dance, paint, do drama. Và bạn ấy hooked on drama, rất là thích. Dancing,
Painting. Doing drama. She's hooked on drama. Số 4 là bạn Minh. Bạn Minh này, bạn Minh đề cập đến những hoạt động ví dụ như là football, have his aunt, đúng không nào? Và ở trong hai công việc này thì bạn ấy có đề cập đến cái công việc giúp đỡ gì, đó là nó vui, đúng không nào? Như thế, đối với bạn Minh, chúng ta kể đến playing football và helping his aunt. Và cảm nghĩ của cậu ấy về nó là it's fun. Cuối cùng là manual. Manager thì thích lên mạng này, thích ngồi hàng giờ liền ở trước máy tính. Và còn một cái hoạt động mà cậu ấy đề cập đó là học judo. Đối với hai việc đầu tiên là lướt web và ngồi hàng giờ trước máy tính thì cậu ấy thích. Còn đối với việc đi học judo thì cậu ấy nói là it's okay, nghĩa là nó cũng ổn thôi, không có vấn đề gì cả. Như thế bạn Manuel chúng ta kể đến hai cái phần. Thứ nhất đó là playing computer games. Cái hoạt động này thì làm sao nhỉ? He's addicted to it. Và cái thứ hai đó là tập judo. Doing judo thì it's okay, nó ổn, không có vấn đề gì. Đó là câu trả lời gợi ý của cô dành cho hoạt động số 3 này. Và tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau quan sát xem hoạt động số 4 yêu cầu mình làm gì nhé. Work with the partner and put the activities in three in order from the most interesting to the most boring. Then compare your ideas with other peers. Hãy làm việc với một người bạn để đặt ra những cái hoạt động trong phần 3 theo thứ tự từ thú vị nhất cho đến là nhàm chán nhất. Sau đó so sánh ý kiến của các em với những cặp đôi khác. Hoạt động này thì nó dựa vào cái sở thích chủ quan của chúng ta, đúng không nào? Có bạn thấy cái này thú vị mà cũng có bạn thấy cái kia nhàm chán. Nên hoạt động này cô sẽ dành cho các bạn thảo luận ở trên lớp với một người bạn khác của mình nhé. Bài học ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô rất cảm ơn sự chú ý và quan tâm của các em đối với bài học. Hẹn gặp lại các em trong bài học tiếp theo. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.